Phương Lập trân trọng kính chào quý vị. Thưa quý vị, chúng ta cũng đang đến với chương trình Đi An toàn và Hạnh phúc. Chương trình do Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ban An toàn Giao thông Thành phố thực hiện. Kính thưa quý vị, và khách mời chia sẻ với chương trình chúng ta ngày hôm nay xin được giới thiệu Thạc sĩ Nguyễn Thị Ánh Tuyết, là chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa chị, trẻ mầm non á là cái bậc học đầu tiên, cái nền tảng cho các cháu về an toàn giao thông. Theo chị thì như vậy phù hợp và phù hợp với lứa tuổi này hay không? Vâng, có thể thấy rằng là khi mà cho trẻ làm quen với các nội dung về an toàn giao thông ngay từ sớm như vậy thì nó có ảnh hưởng đến tích cực rất là nhiều về cái mặt nhận thức của trẻ. Thì từ những cái bài học ở trên lớp, rồi trẻ sẽ hình thành được những cái thói quen, những cái kỹ năng khi mà tham gia giao thông. Bên cạnh đó thì trẻ còn nhận biết và phân biệt được những cái hành vi đúng sai khi tham gia giao thông trên đường. Chẳng hạn như là khi đi cùng với người lớn trên đường thì trẻ sẽ nói là ba mẹ ơi, đèn đỏ dừng lại kìa, hoặc là đèn vàng chạy chậm thôi, hoặc là sao chú kia lại vượt đèn đỏ kìa mẹ, vân vân. Thì như vậy ta thấy rằng là trẻ đã nhận biết và phân biệt được những điều đúng, điều hay, thì qua đó đã hình thành nên cái văn hóa giao thông cho trẻ rất là nhiều. Giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mầm non vô cùng quan trọng, vừa giúp trẻ tự bảo vệ mình, vừa có thể giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, để dạy trẻ các kiến thức này một cách hiệu quả, không phải cha mẹ nào cũng biết cách. Cần giải thích cho trẻ kiến thức chung về luật giao thông đường bộ trước khi đi sâu vào việc rèn luyện các kỹ năng. Những kiến thức giải thích cho trẻ cần được thiết kế ở dạng căn bản, gần gũi và phù hợp, bao gồm kiến thức chung, những cảnh báo rủi ro, những quy định và cách xử lý trong từng tình huống khác nhau. Đây sẽ là nền tảng về luật giao thông mà trẻ cần phải có trước khi tìm hiểu ở bậc cao hơn, nên phụ huynh cần kiên trì dạy dỗ và hướng dẫn cho trẻ. Dần dà, thông qua việc cung cấp kiến thức này, trẻ bắt đầu hình thành ý thức tham gia giao thông đúng quy định để bảo đảm an toàn cho bản thân và cả người khác. Thực sự là bé là đã nhận thức được rất nhiều về giao thông, theo tôi thấy là vậy. Thì khi về nhà thì bé rất biết là khi mà qua đường đông, bé kêu là ba phải đi chậm lại, đường xe đông. Nói chung là bé là rất là biết quan sát. Nhiều khi dừng đèn đỏ mà em quên, em chưa kịp hết đèn xanh em chạy là bé cũng nói mẹ ơi sao đèn đỏ mẹ lại chạy. Thấy mấy chú mà không đội nón bảo hiểm là bé sẽ nói mẹ ơi sao chú đó không đội nón bảo hiểm, công an sẽ bắt chú đó này kia, bé sẽ nhắc em nhiều lắm. Cần lưu ý, việc dạy kỹ năng tham gia giao thông cho trẻ sẽ đạt hiệu quả khi chính mỗi phụ huynh là tấm gương để trẻ học hỏi mỗi ngày. Với mỗi kỹ năng được hướng dẫn, phụ huynh hãy là người thực hành thực tế trước mắt trẻ để trẻ học một cách trực quan hơn, nhớ lâu hơn và hiểu được sâu hơn. Cái vai trò của người lớn mà trong việc làm gương cho con là rất quan trọng. Nếu mà trong giao thông hàng ngày, ba mẹ mà chở con đi trên đường mà thực hiện đúng các luật giao thông thì trẻ sẽ nhìn và nó trở thành một cái thói quen. Đến khi đèn đỏ thì phải dừng lại, đèn xanh thì được chạy, nó trở thành một trong cái tiềm thức luôn. Và đôi khi chính con trẻ, cái bài học các cháu được học nó lại là những cái sự tỉnh thức cho người lớn nữa, phải không ạ? Gần đây trên mạng tôi có xem một cái clip, thì có thấy qua cái đoạn clip đó thì nói về việc một cái đứa bé đó khóc và đòi bố là phải xử phạt mẹ thật nghiêm vì cái hành vi là mẹ khi tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm. Qua cái clip đó thì chúng ta có thể thấy được cái thái độ của con rất là bức xúc và rất là khó chịu và khóc rất là nhiều. Cứ nghĩ là cái clip đó để vui thôi, để là cười vui thôi, nhưng mà khi qua những cái hành động của con trẻ rồi những cái lời nói của con thì tôi cũng phải nói rằng là đã làm thức tỉnh cái nhận thức của những người lớn của chúng ta rất là nhiều. Bởi vì sao con nhỏ như vậy mà con có được những cái hành động lời nói mà rất là tuân thủ luật giao thông, mà trong khi bản thân người lớn của chúng ta đôi lúc là chúng ta vì chủ quan mà chúng ta đã vi phạm luật giao thông. Khi mà cái đứa bé nó như vậy đó thì chúng ta cảm thấy là thật là xấu hổ cho bản thân người lớn chúng ta rất là nhiều. Con trẻ nó có sự xấu hổ của con trẻ, và chính cái sự xấu hổ đó khiến cho con trẻ nó bị bất bình và con trẻ cảm thấy là mình bị tổn thương nữa đó. Một lần nữa cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Thị Ánh Tuyết đến từ Sở Dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, với chủ đề này thì hy vọng là chúng ta có thêm những cái sự quan tâm trên tất cả mọi thứ đối với lại con trẻ, đó là tình yêu.
Và bằng tình yêu chúng ta giáo dục, bằng tình yêu chúng ta nhẫn nại kiên trì trong sự rèn luyện, bằng tình yêu chúng ta làm gương. Và chính vì việc mà chúng ta làm gương, trở thành một gương sống tích cực như vậy, chúng ta đang góp phần xây dựng và bảo vệ cái hành trình tuổi lớn của các con của mình. Cảm ơn một lần nữa chị Ánh Tuyết rất nhiều, và cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả xem đài. Thưa quý vị, chương trình Đi An Toàn Về Hạnh Phúc do Ban Khoa Giáo Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ban An Toàn Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện sẽ được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại kỳ tới.